Cô bấm lại thì nãy giờ bọn anh có gì không? Ồ, anh muốn quay suốt Có rồi đấy à? thấy Em ấy tưởng chưa quay. Thì đây là cái bài để bài. mình nhập môn, nhập trang thì tục, nhập môn trước. Nó là cái hôm nay là nữa mình sẽ chuyển sang cái chủ đề sơn thủy. Thì hôm nay em sẽ lấy một cái bố cục cơ bản. Một bố cục cơ bản là của tranh sơn thủy. Có cái núi và nước. Đấy, chân trời thì nó bao giờ xác định đầu tiên đây cái bờ cỏ này, chân trời thì nó, nhưng cái núi này thì nó là chân trời khoảng này gần như cái máy dưới thì nhìn rõ hơn máy trên thì nhìn nó trên nó sáng đó sáng đó sáng rồi còn cái sáng, sáng hơn sáng. Đây là cái bức cơ bản nha, đây có quả núi nhỏ nhỏ ở đây. Cây nhỏ nhỏ. Nói chung là mọi người để tiếp xúc với một cái bố cục cơ bản nhất. Và đây là cái bài tập dễ và nó đơn giản để cho mọi người đỡ lúng túng. Tại vì cái khóa này bắt đầu em thay đổi rất là nhiều thứ. Cho xem mọi người tập hết những cái bài nhỏ trước. Đây là thảo cỏ. Không biết đi vào đây em mới nét rồi đấy gì đây trời mầm mấy quả này. Đã biết đâu mà biết được. Ồ, cái núi nó hiểm trở hơn nhiều. Đây là Hạ Long đấy. Đâu đây? Đây là Bái Đính. Đâu? Đây dãy Trường Sơn. Tất cả đều sai. Đấy, như này là cơ bản nha. Thì làm quen trước đã. Đấy, bây giờ vào quét nền. Quét nền thì cái quét nền này là hướng dẫn mọi người quét cái trời hoàng hôn luôn. Tại vì cái bức hoàng hôn, trời hoàng hôn rất khó hay bị cháy thì mình tập cái bức nhỏ này trước đi. Bữa mua máy sấy đã thấy hỏng rồi. Ôi dạ. Nó chạy yếu ấy. Bài nút ở đây là nó chỉ là cái lớp yếu, nó không bằng cái lớp yếu ấy. Vừa thấy nó còn mạnh, cho nó xỉu luôn. Hên xui đấy. Đây là cái này phải đổi. Con hàng tàu sao? Thì đương nhiên là hàng tàu nhiều, nhưng mà đây thì cũng cái máy này 200 hay gì, nhưng mà thường thường là dùng thoải mái, mà mình thường mua cái máy 60-70 nghìn dùng chán. 60-70 nghìn còn dùng thoải mái. Còn dùng thoải mái luôn. Đây là do đồ điện tử nên thỉnh thoảng có cái lỗi. Điện thoại ấy mà kể cả của Apple thế như iPhone. Ô nhầm rồi. Lúc mải nói quá là phải màu trắng trước. Vừa ra cái trời hoàng hôn nhá, thì ở giữa nó là màu trắng này, mọi người đánh màu trắng luôn. Còn nát ra bài to thì sẽ hướng dẫn cái cách là phải pha màu trước, còn đây là nó nhỏ tròn này, nó hơi edit dẹt thằng hai bên một tí trắng này. Xong tiếp theo là một tí vàng đấy nhá, một tí vàng đây là chính là vàng vàng chanh. Rồi đánh xung quanh cái hình elip này thì mình có thể quét tràn ra cả cái thác núi nhé. Đấy thì đây là cái bức nhỏ test để làm quen trước, nó rất là đơn giản, làm được cái này thì thang kia nó nhẹ nhàng hơn. Đấy, cái màu vàng bao quanh bên ngoài cũng hình hơi elip theo. Thực ra cái trời này nó ở trong giữa nó tròn đấy, nhưng mà thôi cái bài này thì cứ đánh elip cho nó thống nhất đi đã. Xong bắt đầu ra ngoài nó mới tròn. À nó mới chạy dài.
Đấy, hơi hanh hanh vàng này. Đấy, xong mà lấy một cái bút khác. Đến độ này là phải lấy bút khác tại vì nó sang một tông màu khác, giờ nó bẩn màu. Thì sang một cái tông màu là trắng với hồng cánh sen. Nhớ là hồng cánh sen nhé. Chuyển sắc. Lại đánh nó, đây còn là đường giáp danh hay còn là đường giáp danh đi. Là nó phải quện vào nhau này, mọi người chú ý này. Đấy, nó quện vào nhau nhé. Cũng như cái trắng với cái vàng vừa xong. Nó quện vào với nhau. Mà một cái quan trọng nhất là phải làm ngay lúc nó còn đang ướt này. Nhanh tay, nói chung quét này, cái này nhanh tay. Tăng hồng lên. Màu trời nó rất nhẹ này, mình nhớ là nó rất nhẹ nha. Trắng là chủ đạo thôi. Còn mấy cái này nó chỉ là tí thôi. Tí tẹo theo teo. Mọi người nhìn thấy màu nó rất là êm. Ông bắt đầu tiếp tục cái bút này mới cả cái tiễn sắc ra ngoài này là xanh. Thì không cần phải rửa. Xài luôn. Tại vì hai cái màu này nó quện với nhau thì không ảnh hưởng gì. Quay luôn lúc nó đang ướt. Quả là thật êm mà. Nhưng mà cái màu xanh này mà dê vào màu vàng là không được nhá. Tại vì nó sẽ ra xanh lá cây ngay. Thế nên là phải qua một cái lớp hồng cánh sen này xong mới đến lớp xanh này. Cái này học qua trường một tí là cũng biết ngay đấy. À không, như cái này từ lúc học ôn đã biết rồi. Trang trí. Có hết bằng màu nhỉ? Có rồi. Anh ơi trời, 36. Đấy thì nó êm nhá. Nó chuyển từ trắng này ra vàng này. Vàng trắng này xong hồng này, hồng trắng này. Xong là trắng với xanh trời này. Và trắng là chủ đạo, tất cả những màu này êm nhẹ. Vì nó ra một cái trời nó rất là bồng bềnh, nó nhẹ nhàng. Thì tiện tay mình quét luôn cái nước đi. Nước thì nó phản chiếu màu trời, nó trên trời có sắc gì thì dưới nước có sắc đó. Là bắt đầu từ màu trắng vàng ở khu này. Nhưng mà cũng có bóng đổ của núi thì nó cũng ảnh hưởng một ít thôi cái này. Đấy, chỗ này là bóng đổ rồi. Bóng đổ của núi thì có nhiều cách nào lắm. Nhưng mà cái cách làm chính mà hiệu quả nhất thì cách bóng đổ là vẽ mờ mà vẽ không rõ. Mà vẽ không đầy đủ cái bóng của nó thì cái cụ thể sang bài kia thì sẽ nói. Vàng rồi đến hồng thôi. Chờ nước này cũng như hôm qua vừa nói, có hai cái cách làm nước, một là vuốt ngang, hai là vuốt dọc. Ngang thì sẽ diễn tả về nước động, còn dọc thì diễn tả nước tĩnh. Thì nhưng mà cái nước tĩnh thì bao giờ nhìn nó cũng trong hơn, nó dễ trong hơn là cái nước ngang như này. Đây thì bài này mình vuốt dọc này, dọc cho nó trong. Cái màu hồng này với màu vàng này quện nhau được. Nhưng cái thằng vàng này nhớ là không được chạm với cái thằng này. Đấy, nó phải qua một cái lớp trung gian này đấy. Xong bắt đầu mới đến thằng xanh. À, bây giờ làm nào mà mua được cái bình xịt nước nhỉ? Mùa hành này bây giờ mọi người phải có cái bình xịt nước kiểu tưới hoa đấy. Để phun được panet này cho nó lâu khô. Biết là nó có bán ngoài không? Siêu thị có không? 30.000. Ở dưới này có không? Không, dưới này không, nó phải ở các cái siêu thị lớn có. Các cái bình xịt con, bình xịt to. Ông nào phấn đấy? Ông nào phấn? Nhưng mà làm sao trang bị được cho cả lớp, mỗi người một cái, chủ động. Nhỏ thì xoăn gì? Tài nhỏ. Hay bán vụn nhỏ.
đây còn chăn chiếu ra ngoài mình đấy, thì vuốt lên vuốt xuống này, mùa này mà lên tường nhưng mà nước vuốt vuốt dọc này thì nó trong, nhưng mà này lúc 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 vẽ thì lại khó hơn là lúc vuốt ngang ấy. Đấy thì như này là cơ bản, tại vì bút nhỏ mình làm rất là dễ, nhưng sang bút to là bơi đấy, sang to này lại bơi hơn, ra tường lại còn bơi nữa, càng mình to thì nó sẽ càng khó, tại vì nó dễ cháy hơn. Cái tường cháy xịt nước, xịt nước đi đâu xuống này nó âm âm, nó tím tím một tí, màu này cộng màu này nó ra cái màu xanh nước biển. Mỗi ngày cũng nó ra vậy nhưng mà lại vậy nó còn lấy luôn xịt quẹt mãi quẹt mãi mà cứ tưởng cái màu này nó ra. Ở được rồi, đây là xong cái phần nước nha, nước trời nước giường mình cứ làm luôn thế, còn nếu chuẩn nữa thì áng chừng cái bóng đổ của cái thằng này trên này mà lên làm luôn như thế để tác phong nó quen, áng chừng mình quét thằng bóng đổ trước để cho nó quện vào cái nước này, nó còn đang ướt này thì bóng đổ đây là nó chính là các cái màu núi xanh đậm rồi 66 với 72 đánh luôn. Thì nó quện được vào, nó êm này đấy mọi người đó, nếu nó còn đang ướt. Sau đó thì khi mình hoàn thiện thằng này xong ấy, có cái màu gì ở trên này bắt đầu mình phản chiếu nó xuống sau. Nhưng nhạt hơn. Nó sáng lên ấy, tại vì phải biểu hiện những cái màu thật của nó trên xuống. Trên màu gì dưới màu đấy. Đấy, vuốt ngay lúc ướt thì nó rất là êm, phải không? Nhưng mà đợi nát đợi khô thì vuốt nó xước. Cái này nằm nhè đi, để nát nó còn vẽ thẳng cỏ này, không cứng. Đấy. Cho nên là phải test cái bài nhỏ này trước thì em nghĩ là sẽ hiệu quả. Tại vì là như kiểu là mình tập trước khi đi ra thao trường ấy, tập dượt đi. Còn ra bài kia là một bài, tuy vẫn là bài tập thôi nhưng mà nó mang tính chất là yêu lĩnh động tác, tất cả mọi thứ nó nhiều quá. Mà như kiểu là nó mình là một không được tập dượt trước thì vào cảm giác là cứ bỡ ngỡ. Tại vì anh em đây là đa số là chưa cầm bút vẽ những cái thể loại nó khó. Chỉ vẽ những cái đơn giản thì vẽ rồi đúng không? Hoặc là có nhiều người còn chưa tiếp xúc với cái màu này nữa nên càng khó nữa. Sang bên này thì cái dãy này mình muốn thể hiện là nó nhẹ hơn, thì bóng đổ nó nhẹ hơn. À lúc nãy còn thiếu rồi. Đấy nó nhẹ hơn như này, nó trong nhá. Thiếu thì thiếu chỗ này, mọi người không phát hiện được. Thiếu cái sông. Đây này, nó có dòng sông đi tận đây này. Xóa hai lần mới hết được cái vết này. Đấy thì nhờ những cái núi xa thì không làm bóng đổ nữa. Nếu làm bóng đổ thì cái dòng sâu nó không sâu. Đấy chính vì thế mới tại sao bọn nhiều khi ánh trăng lừa dối này thế. Mình làm được thì phải làm thật là kỹ. Đây ví dụ chỗ này nó phải bóng đổ này. Cái này bóng đổ hết xuống cái dòng sâu này thì nó mất hết cả cái sắc này đi. Nó nhìn nó không có độ, không có độ hút. Đấy, và tiếp theo là đẩy nót từ núi xa nhé. Núi xa là nó gần ảnh hưởng cái màu trời. Màu trời, màu gì thì nó ảnh hưởng cái màu đấy. Và nó đậm hơn một chút. Đấy, ví dụ như ở núi xa ngoài này thì nó sẽ là xanh tím này. Như này hơi nhiều tím này, thêm xanh. Nó sẽ thiên vào những màu lạnh. Túi xa là không có các cái màu lá cây nhá, màu lá cây nó không có, một cái xanh ngọn chuối không có. Đấy, nó ảnh hưởng màu trời chưa, đúng không, và nó đậm hơn. Đấy,
hay là một trời thì bên dưới nó sẽ là tất cả sơn thủy, mọi người phải lưu ý nó lót nền phải có xương ở dưới luôn. Đấy, cộng trắng vào ngay cái bút đấy thì bắt đầu nó pha vào cái màu của cái bút này luôn, cứ cộng trắng vào thôi, trắng nguyên nguyên không, xong bắt đầu đánh dưới lên vuốt này để nó tạo ra cái lớp xương ở dưới. Đánh cho nó sáng bên này lên một xíu, ấm ấm đi, nó là bên mặt trời mà. Nhưng mà đây vẫn là chỉ là mới là nó thôi, nhưng mà mình vẫn đánh lên một tí cho nó có sáng tối luôn, nhìn cho nó sâu luôn, nó ngay đúng ngót đấy, nó có sáng tối luôn nhá. Núi xa, cái quả bên bên này thì nó cũng là núi xa thì nó cũng gần giống cái màu này, đấy luôn cái màu này. Đấy, nó cứ phải ảnh hưởng cái màu trời ở khu đấy. À, cũng vậy, cộng trắng. Nếu mà làm cái cô loại này khéo thì đến lúc mà hoàn thiện không phải đẩy xương ở dưới này nữa. Không làm được công đoạn này thì lại phải vất vả về sau là vẫn phải đẩy xương. Mà nhiều khi cũng vẫn phải đẩy. Tại vì nó bị xuống màu mà nhìn nó không âm u, nhìn nó không bồng bềnh cái không bồng bềnh. Đấy thì núi xa tiếp tục là vào bên trong này thì nó sẽ là cái màu nó ấm hơn, nó gần mặt trời nó ấm hơn. Thằng này xem nó ra màu gì, màu này không được có giờ mút đi, nhưng mà nó ra xanh lá cây. Có những cái núi ở gần gần bên trong trung tâm là mình phải đánh nguyên vàng rồi. Cho một tí thằng này đấy, cho nó đậm đậm xuống đấy, thêm tí nữa đấy, không thấy nó vẫn ảnh hưởng cái màu bên trong này, khu vực này mà nó đậm hơn. Bên dưới cũng cộng trắng, em tức là nó vờn vào nhau đấy, cứ phải làm từ xa này rồi. Mở nhà đi. À, thế thì thêm một quả này nữa thôi. Quả này nữa là cũng là cái màu ấm như này, ấm hơn một tí. Đấy, thằng này gần hơn đúng không? Này xa hơn, à, sắc độ nó đậm hơn. Thế này thêm trắng. Cứ phải thêm trắng vào ở dưới, ngay từ lúc mình nót này. Nót xong mà mọi người nót khéo thì nhìn cái bức tranh nó đã có chiều sâu rồi, chưa cần phải thả. Tại vì nó liên quan đến đậm nhạt, mình đã làm chủ được rồi đấy. Nót xong nó sâu rồi. Rồi sang anh này thì cái gam màu nó thiên về cái màu gần màu lạnh một chú, và nó trung gian giữa hai thằng này vẫn dùng tiếp thằng này, tại vì nó vẫn ở khu gần, nhưng thằng này mình diễn tả nó gần hơn một chút. Đấy thì mặt sau này mình mới tăng vào thằng này. Cái này thiên về kỹ năng dùng màu nhiều, nó tổng hợp em ạ, không phải nguyên một thứ đâu. Em mới dùng màu nhưng cái thủ pháp của em không có thì cũng không được. Nhìn thấy thầy vẽ vậy là nó hơi rối rối đầu. Thì uống thuốc đi. Nín thở, nín thở. Từ đấy dùng bao nhiêu loại màu? Tại màu nó loạn xịn lên. Không phải, nó không phải có phải nhớ được, không phải nhớ được. Tại vì sao nhớ? Chưa nói đến kỹ thuật. Mình đừng có lan man nhiều, mình chỉ từ đấy cái quan trọng nhất là cái gì mình nhớ được chưa? Quá làm núi xa thì nó ảnh hưởng cái màu núi.
cái núi sao ảnh hưởng một trời. Thế thôi, cái màu trời lúc đó đầu tiên là màu gì? Chỉ cần nhớ màu trời màu gì thôi. Không quan trọng. Không bắt buộc. Bởi vì lúc đấy nó nhạt đi tí hay nó đậm lên tí thì... Nhưng mà nó phải là cái màu đấy. Chứ núi sao là từ đấy, nó từ đấy chưa dùng đến màu này đúng không? Chưa dùng đến các cái màu này. Màu này là thuộc núi gần này. Hồng cánh sen. Cho tất mà. Rồi là đến sang thằng gần hơn này. Màu đỏ đó là hồng cánh sen hả? Sang gần hơn đến nguyên thằng 72 này thôi. Nó dễ. Hồng đang không nhớ được auto màu xanh. Đọc mã số. Đấy, đến thằng tiếp theo là đọc. Thì từ đấy tuần đọc cái thôi. Nhưng có những cái thì không cần phải đọc, tại vì là đọc là tại sao phải phân biệt giữa màu xanh, nó có nhiều màu xanh mới cần đọc. Thế màu hồng cánh sen này thì một mình nó hồng cánh sen đọc làm gì nữa? Mình cũng không nhớ cái mã đấy luôn, tại vì đọc hồng cánh sen thì chẳng nhẽ mình chưa nhìn thấy cái bông hoa sen bao giờ. Hay là lại bảo là xanh nón chuối cũng không biết là màu nón chuối là gì nữa thì chịu. Người ta chỉ đọc những cái màu ở đây như hai màu này này, nó là màu xanh đậm thì nó gần giống nhau thì mới phải đọc. Đây là xanh 72, ở đây là xanh, đây là đợt này anh ấy cho mọi người xanh 64. Rồi lát lát nữa mọi người về lấy xanh 64 nhá, nó tựa tựa như màu này. Như của em là xanh 72. Thế còn thằng này là xanh 66 này. Thế mọi người sẽ nhớ là 66 với 64 thì nó phân biệt ra. Thế còn những cái màu mà không cần phải đọc mã được, như màu trắng, màu đen đọc mã gì nữa? Dưới cũng phải cộng trắng mà. Trắng thì lúc này bắt đầu xa gần nó phải có xanh ra trời mà. Đấy. Cộng trắng mà. Đấy, núi bên này tương tự. Xanh mọi người sẽ là cái xanh 64. Lý 66 cộng với xanh nam vào là thành 64. Đấy, các cái đường mà chu vi của núi ấy, làm nó mềm là tốt này, làm nó mềm này. Càng tốt, hạn chế cứng. Xuống dưới là cộng xanh ngay trời cũng chán. Chuyển êm lên, cái này là buộc phải chuyển êm chứ không êm thì nó không ra vấn đề được. Chuyển êm chứ đừng có để đột ngột. Đấy là cái thằng này là thằng núi núi tầm trung, tầm gần thì chắc ở đây có quả này mới quả này. Đấy, gần thì xanh đen. Nhưng mà lại là xanh đen là xanh xanh này với đen này. À, ở cái đường bên ngoài mình làm cho nó không được cứng, rồi cứng thì mình rút rút cái mũi ra ngoài này. Đấy, nhìn nó tơi 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 này, nó cảm giác những cái thảm thực vật nó bao quanh cái dãy núi. Xanh 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 xanh. Như có cỏ. Đấy, nói chung là nó thảm thực vật nó bao quanh cái núi ấy. Thì nó nhìn nó tự nhiên ấy. Lúc mình hoàn thiện nó đỡ bị cứng. Còn nếu mà mình làm nét căng như một cái nét dao cạo thì lúc hoàn thiện nó chấm đôi khi nó không phủ được hết thì mình nó cứng. Đó, cũng phải có xanh trắng vào. Xoáy cho nó êm, xoáy như xoáy mây.
đúng không? Mây được tập quá là mỏi tay rồi, bây giờ chỉ còn thực hành thôi. Đấy là xong cái thằng núi, bây giờ đến thằng cỏ. Cỏ cái này làm cực kỳ đơn giản. Nót xong mọi người về nót để đã. Bài thực tập. Đấy, thằng cỏ này thì nót xanh nõn chuối nhá. Nõn chuối khỏi mà gần mã đi. Nõn chuối là ai cũng biết rồi. À, đây nó là màu nõn chuối. 3300. Đây là 543 thì phải. 453 đấy, lộn cứng hết. Mình không để ý cái màu mã này tại vì nó không quan trọng cái mã lắm. Xanh gì dưới nhớ. Nào thằng có rồi. Thì năm chuối ăn biết. Thằng có. Em ở trên rừng thì với chuối. Trên rừng thì chuối quá nhiều. Chuối rừng khác cái chuối nhà. Này chuối đồng xanh bằng. Xanh lá non. Chuối rừng nó lá sẫm. Xanh lá mạ cũng được. Mạ hoặc là xanh nón chuối nó không lá non thì ở đâu cũng có. Có loại. Lá mạ thì trên trong thành phố không có. Đừng có nói là trên rừng không có. Trên rừng không có lá mạ. Trong rừng thì không có lá mạ. Ờ, chỉ có lúa lương thôi. Trong rừng ạ. Trong rừng. Không phải là trên à, bạn. Trong rừng ạ. Nhưng mà trong rừng thì làm gì có người. Nếu mà rừng không ở đâu có người là ở đấy có lúa. Chưa cần lót mà nhìn trên điện thoại này đã không mời thế nào rồi này. Ừ nhỉ. Nói thì cái đằng xa xa bãi cỏ xa là mình phải tăng trắng lên, trắng cộng xanh non cộng một chút tí tí cái thằng à, trời đấy, để cho nó nhẹ đi đấy, đúng không? Chắc là sông chỉ thấy một tẹo rồi bé tí à, bé tí lúc ấy cũng hơi nỡ tay lấn, nhưng mà ăn thì mình lấn ra. Rồi nãy mình lấn một tí đây, tí đây lấy bút tỉa, một tỉa phát. Xong bé nó bị sang kia ít bị lụt. Không có một tí nữa mà làm luôn, nói là nhà. Ừ. Chơi cho không chơi. Chơi vắt. Có độ sâu. Nhảy xong này nhắc bơi được đấy. Cái nhà muốn sâu nha. Chín muối đấy. Đâu không bơi. Xong rồi, chưa rút chứ. Xong rồi còn. Không biết về đâu luôn. Đấy, còn chảy róc rách qua cả khe núi. Chảy ra biển à, không biết tận là con trời nào ở đây. Con kia nó nhỏ thì mình mới nách được. Ông nào nát sẽ chảy dưới núi. Đấy, thằng sông đấy. Đây là thác, thác kia, cái thứ không còn sông nữa. Vẽ sông dưới núi. À, sẽ làm một cái thác nhỉ, thác nhỏ ở đây. Rồi, sẽ có một cái thác. Nhất của các thầy nhớ. Cái này không nhớ màu nào chắc làm được. Đấy thì bài này thì cứ thả ra cho một ngày. Bài đợt tối thằng ngạo thế tập không tập thì thôi tập cho ra tập. Đây là khóa này ưu ái nhất trong tất cả lịch sử rồi, tại vì là toàn là đánh luôn. Thầy khóa này nhiều ông giỏi lắm, đánh nhanh thắng nhanh. Nhưng bây giờ thay đổi tư duy một tí đi. Khóa này mọi người phải thay đổi tư duy đấy, chính em đang thay đổi đây. Không phải cũng áp lực nhiều sợ nhiều người áp lực quá. Ừ. Cho tập dượt trước nó đỡ sợ, đùng cái vào nghe cũng khiếp hồn đấy. Đây, đây là một cái bài test nhỏ và nó cũng là kỹ thuật cơ bản. Thì có nghĩa là để cho mọi người thoải mái cái bài này nhé, tại vì không cho mọi người cái xương nhỏ này mà mọi người sẽ làm trên cái này luôn, để cho cái tinh thần tập ấy. Tập nó lại rất hay ho, ý là tư tưởng tập là không mang về treo được nữa. Chỉ có thể tập thôi. Cái đấy mới là cái nhìn chiều sâu của thầy giáo. Thế cho nên là tập nó mới ra vấn đề. Còn nếu cứ nhăm mà tôi vẽ bài này phải cẩn thận. Nếu mà hỏng thì không có cái gì mang về nhà để kỷ niệm, để treo, để tặng cái này kia là xong rồi bỏ đi. Đấy, thế nên là cái bài này nhỏ. Bây giờ cái núi xa này phải chấm nó sáng hơn một xíu nữa, nhưng mà thật êm, cảm giác là nó ăn nhập vào cái nền trời, pha lại cái màu lúc ban đầu ấy, trắng này, tí vàng chanh này, rồi có thể thêm tí vàng thư nữa. Đấy, như này được rồi. Chấm êm, chấm như kiểu chấm vỏ cây ấy, mà chấm nó quện. Bết chấm nó bết rồi. Cái này là cần phải biết.
như kiểu chấm vỏ cây nhá, nhớ chưa? Chấm bếp là dễ đúng không? Tại vì cái ở xa thì mà chấm nó gần guốc nổi lên thì nó lại gần. Đấy, phải chấm để cho nó xa ra. Đấy, đang cái chuyển bút cái màu sáng thì chấm luôn sang bên đây. Chấm bếp. Chính xác, chấm bếp là mọi người cảm giác sở trường đúng không? Chấm tơi mới khó, chứ còn bếp, bếp thì là nghe rồi. Bếp là làm sở trường rồi. Có nhiều sở trường là ăn được. Đấy, chấm như cả là di di thôi. Đấy, như này thì chắc là mọi người làm ngon này. Cái bếp này là hợp lý với em. Đùa đến lúc làm bếp là cho tơi ấy. Đói, lúc làm muốn cho nó tơi là ra bếp. Có lý, cơ là không kiểm soát được bếp. Học bơi thì lại học nặng nhanh hơn. Lúc muốn lặn thì lặn mà. Người con cứ nổi ấy. Lúc muốn lặn là người nổi lên. Bây giờ phớt xong rồi phớt đi tráng lên. Lên là cái lúc đấy là chưa phải cái bụng này rồi. Nhưng nó nổi đít chứ không nổi đâu. Ở đây chị biết lặn trước mà. Lặn trước là đúng rồi. Tại vì lúc đầu tiên ném xuống là tập bơi thì nó còn chìm. Xong rồi lúc nào nổi lên nổi. Chả có lúc nào nổi được đâu chị ạ. Nổi mà nó tự nổi. Thì khi mình không thở nó bao giờ nó chưa như thế ngon nữa nó chỉ biết bơi nhảy xuống từ từ lại nổi lên lúc ấy thì biết bơi nhảy lúc đấy cái màu này bên cái vách này nó sẽ có một tí màu hồng cánh sen vào để nó dạo ra cái màu hơi lâu lâu này bây giờ mình cộng lại thêm trắng đấy, để chấm vách tối tối hơn. Da có nhìn đâu, cứ cắm đồ vẽ. Cơ bản để nhớ âm mức pha màu để chấm, nhớ được nhiều quá. Đấy thì không thì phải chụp cả cái bảng màu này về xem. Chụp bảng màu. Không núi nào giống một núi nào, đúng không chụp bảng màu. Cố gắng đấy, cái này thì sang cái kia em sẽ phân tích cụ thể hơn nữa. Thì mọi người nhìn thấy nó sẽ khác nhau đấy. Liên quan đến bố cục thì sang núi chính kia xong rồi em phát hình xong rồi. Bài này cũng là cái bài đặc biệt mà không khác những cái bài khác. À quên, không giống những cái bài đang có trên thị trường ở đây. Thị trường tranh Việt Nam mình ấy. Em luôn luôn là phải đổi mới, luôn luôn phải bắt mình đổi mới, không bao giờ thích vẽ lại cái bức cũ. Mỗi bước sau này phải khác chứ không bao giờ vẽ lại bước cũ đâu. Chắc chắn là như thế. 10 đúng nha. Giống người khác là mất hay. Chào thằng Sơn đấy đó. Cái cách thể hiện thì mỗi người mỗi khác. Cố bố mà. Khó nhớ nhất là cái pha màu này. Đây này, bên đây. Các bạn pha được màu không làm được. Cái màu mà mày lên. Đấy, lúc này mình cần cái chân này sáng lên thì mình lại vờn lại này. Nó sáng lên. Nó sáng thì nó mới xa. Đằng này sáng. Xa nhìn nó êm. Mặt trời sáng lên độ mà sau núi không thấy tối là bác đi phó gọi cơm chưa? Hả? Bác gọi cơm chưa? Ôi giời, vẽ cái màu đỏ. Ăn làm gì? Nhầm cái con ăn cái cốt. Từ sáng bác vẽ vời đâu mà ăn. Thì không làm gì đúng rồi. Không làm gì mà đói. Đói giờ vẫn đói. À, không làm gì vẫn đói à? Thì cái cán nặng hơn cái cuốc. Vô tích sự đó. Cái bút nặng hơn cái cuốc. Cầm. Để xoay gì không vậy? Bất lộn. Cũng là một cái xoa. Đấy, tiện bút thì xoa thêm ở đây thì nữa. Kỹ năng yếu thế. Đã tập đâu mà có kỹ năng. Kỹ năng người ta phải theo thời gian. Cũng như là cái nghề giáo viên thế. Muốn kỹ năng sư phạm tốt đứng trước học sinh và nói. Cứ như kiểu nói cho không người thì đương nhiên là phải dạy nhiều đứng lớp nhiều. Chứ không bảo nói lý thuyết xong là có kỹ năng luôn được. Kỹ năng với lại lý thuyết nó hoàn toàn khác nhau. Rồi. Thì đây mọi người là đang học cái cách thức lý thuyết là chính, còn kỹ năng thì cũng phải hoàn thiện dần. Chuẩn bị ăn đi lấy cơm nhá. Kỹ năng là phải rèn luyện đến ai đến thuộc bằng ghi những cách ghi. Rồi đem đi đâu? Cứ theo quy trình luôn đấy. Ai chụp nhật thì lấy vào. Ai chụp nhật thì hôm nay nữa đi lấy cơm à? Chụp nhật thì mình chết. Nhưng mà cơm vào chưa? Chuẩn bị. À mới chuẩn bị thôi gì? Ngay lịch ai? Thế thầy đang dừng lại một tí cho đợi anh em xuống đấy xong lại nên tiếp tục. Đây thì cái núi ở xa thì cũng vẫn là cái sắc vàng đấy, nhưng mình có thể trộn lên cái tím này cho nó nhẹ dần đi này. Đấy, nó sẽ nhẹ dần cái ánh mặt trời đi. Có nghĩa là như kiểu nó dịu dần đi. Từ vàng tới trắng. Không, cũng vẫn là chấm bếp xuống.
cái núi xa này thì mình làm đơn giản, không cần vách nữa. Bình thường các núi gần thì phải cho các vách vào cho nó sinh động như núi xa. Đây cái này chấm giống cái thân cây nhá, xoay tròn, chấm ở bên cạnh này sáng mạnh này, xong vào bên trong và chấm thưa đi. Giống như nhớ lại là chấm cái vỏ cây ấy. Công thức nó là giống nhau. Quy trình là cái núi gần trời màu gì là núi màu đấy đúng không thầy? Đúng rồi, nó ảnh hưởng màu trời. Nhưng mà đây là núi xa. Trời tím. Đấy, chuyển ra vào trong thì mình lại đánh màu tím, mình xoay vào thế là nó tròn đúng không? Chấm được chuẩn là nó phải cái núi nó tròn. Như cuộc sinh tính sáng tạo của mình thì làm màu khác được. À, như thế thôi, đơn giản như thế là nó đã thành núi xa rồi. Thế ra là ngày thì nó lại giảm tím đi, đúng không? Ra ngoài này nhá, vẫn hai màu kết hợp với nhau thôi. Hai màu này kết hợp vào nhau mới trắng, nhưng mà ra ngoài này thì lại tăng cái xanh này lên. Tăng lên. Thấy chưa? Nó đậm, à, mà chấm cái này là phải chấm sáng hơn cái nền mình ngót đấy nhá. Chứ không phải là chấm tối đi đâu. Chấm là chấm, nó đẩy sáng lên. Vừa chấm vừa xoa cũng được. Đấy, thì bên cái đằng cạnh sau đây này, cạnh sau nó tăng trắng lên để cho nó tròn. Nhớ lại cái vỏ cây ấy. Bên tối là phải cũng phải sáng lên nhưng sáng lạnh. Cái núi này cũng thế. Chấm bết cho nó tươi. Đấy thì nan thêm một tí nữa, thêm một lát nữa để cho xe đã nan cái màu vàng phớt sang. Đấy, vẫn cái màu đấy, nó giống cái tông bên này đưa sang đây. Màu qua bút đi, là lại lấy cái màu tông nóng đầm vào đây. Trắng cái vàng đất. Và vứt vào vàng thư. Đấy thì nó bắt được ánh nắng mặt trời. Mà nếu bếp này đúng. Nó khô, đúng. Nó khô ở dưới, nó cứ khô dần thôi. Bếp nó tròn lên ra. Đấy, vào trong này mình nan nhẹ cái đầu bút đi, thế này nó êm. Còn bên ngoài này chấm dày để cho nó sáng hơn. Đấy, muốn nó sáng nữa thì tăng trắng lên. Lấy đi. Ai lấy cơm? Gần chú chị đấy cứ theo lớp trưởng đó rồi. Với lại lớp quả ta. Ai anh chị đi lấy cơm. Để hết từ đầu này được ạ? Vâng. Đến đầu đấy. Nhanh đầu không phải là. Hai anh chị gì đấy. Nhanh thế nhỉ? Không nhanh đâu. Hôm nay mới qua cảnh cáo tắt. Hôm nay cái giảm nhân ngày thứ tư rồi, đúng rồi. Hôm qua cảnh cáo hợp pháp vòng mai là mình. Ngày thứ tư thì đúng rồi đấy, là quay lại một vòng là được. Tại vì là một ngày hai bữa cơ mà. Ngày thứ tư thì sang đây là... Không, đâu có mỗi một ngày một người. Mỗi ngày một cặp. Mỗi ngày một cặp. Thì mỗi ngày một cặp thì đấy, thì nó mới nhanh quay vòng. Còn nếu mà cứ mỗi người một ngày một người. Không có học là đủ. Vừa nặng nữa là còn nặng. Mười người. Một người không ấy được còn cả canh. Sáu người mới được 8 ngày. Đủ một vòng. Hai người đó. Đi mới vui. Mỗi người như thế này. Hai lần. Bánh ngọt. Tạm thời như vậy là xong núi xa nhé. Thôi cái núi gần thì đợi anh em lên. Bách thì phải thêm màu một lâu ghi âm thành văn bản lên. Đâu nhỉ, để điện thoại đâu ra ra thành chim nó để dưới đất đỡ thì ai mà ai nói ở ngoài vào đất này móc màu làm bách đấy người ta đông ra lại. Vách núi thì nếu mà muốn làm theo hướng núi thật thì là các cái màu nó thiên về màu lạnh nhiều. Trên ít màu xanh 33 này. 33 nhá. Cộng trắng này, cộng xanh da trời này. Nói chung các màu lạnh cộng đen này. Đen nó là màu trung tính. Đi với nóng thì nó nóng, đi với lạnh nó lạnh. Đấy thì nó ra cái màu xanh ghi, mọi người nhìn thấy chưa? Xanh ghi vã vào. Chắc như chắc được.
xem một cái video anh vẽ một cái ngọn núi xong là lắp cái này lên để nhìn như tượng. Có mấy là tượng là sửa. Được chưa? Thì là bức tượng. Đúng. Để nó đắp. Đây là nó sần. Đấy có 4 màu. 2 màu xanh nước biển với da trời với đen trắng. Ở trên tường quá không được cái bánh xô đấy hả? Trên tường cũng được. Đâu, bay nó có cả những cái ba đầu ngón tay rồi mà. Ra mua cái bay được mình. Dùng 13, dùng 13, 13. Ai bay là xây dựng, bay là dựng nó bằng cả bàn tay. Bay bao tay. Thế còn núi đâu phải. Mọi người có cái bay to to đấy là dùng được rồi. Bay 6, 8. Đây, bay này hoặc là bay 10. Dùng được rồi. Bay bằng bay. Nhưng mà lên tường ấy, tường mà nó không bả làm cái này nó cứ nạo xạo không nào đâu. Tôi nhận đấy tôi ép bút. Bay lên tường mà đến mức khi mất điện thôi, nhưng mà mặt trời làm tia áo mặt trời, làm nghề là tia. Mọi người chỗ nhà chủ ấy. Ơ sao lên trên này đẹp thế? Ông ánh lấp lánh. Nó đấy là lớp lót, cái lớp thứ hai thì vẫn cái màu đấy tăng trắng lên. Nó làm nhiều quá. Cái lóa đẹp nhỉ? Ừ. Hiệu ứng hình. Ở đây mình trong quê thì tối tối. Để xem là lót một lát màu gì vậy? Trắng, vẫn như cũ vậy. Mà cho thêm sáng sáng này. Tăng trắng lên. Tăng trắng thì tăng thêm tí bằng đất và cho nó ấm ấm lên. Đấy, vẫn màu cũ nha, tăng trắng tăng bằng đất nha. Tăng trắng tăng bằng đất. Nó được mấy tầng? Thì bắt đầu cái này là cũng phải có sáng tối này, bất cứ một cái gì nó cũng phải có sáng tối. Chỗ này là do cái bạc nó bị lõm, nó bị khuyết lại một chút. Đấy, đẩy sáng tối nha, có sáng có tối này, có sáng có tối này. Có nghĩa là mọi người không được cầm cái này mà dí vào thế này miết, đúng không? Nên lấy màu thì đã phải nhấp này rồi để tạo độ nhám này. Chứ còn lấy nhiều người lấy màu như này nha, nhám rồi nhưng vào đây dí một phát thế này nó hết. Đặt và nhẹ thôi, kéo để nó còn có chỗ nó ăn được vào, có chỗ nó không ăn được. Bên này thì lưu ý từ từ á, bên tối nha. Đây đang đẩy bên sáng trước, bên tối giữ nguyên đấy. Bên tối đẩy màu lạnh luôn. Chứ không thì nó đều nhau hết. Tiếp tục tăng trắng tiếp nữa đi. Tăng thêm vào đây này. Nó sáng nữa đi. Đang lên một tí từ vàng này. Nó sáng mạnh. Ồ, thằng này nó lại dính xanh cây. Dính thành cái cây rồi. À, nó bị dính cái này sang. Càng đẹp rồi. Không này. Dính được cái hàng xóm. Nhìn nó không giống cái vách đá đâu. Không, cũng có những chỗ nó vàng như kiểu này thôi, như này hơi quá. Đây là như kiểu này. Thì nó cây nó bám đây nữa, như nhau. Nó bám cái thùng cái nào. Là lại chuyện cãi nhau, để lát nữa em nói cái chuyện cãi nhau cho mọi người. Hay lắm. Đi qua em cũng thế. Hay lắm, chuyện cãi nhau này cũng chuyện từ lớp vẽ mình thôi. Cuối cùng là xong câu chuyện cãi nhau, chẳng ông nào cũng cãi nhau. Ấy là không ai nữ dám cãi nhau mới làm nữa. Xấu hổ. Thì cái bên lạnh này là nó khuất bóng đúng không? Thì mình chỉ đẩy màu lạnh thôi, lại cái màu này này, vẫn cái màu ban đầu nha, cộng với trắng thôi. Không có vàng nữa. Không vàng không lâu. Không có vàng nữa. Làm gì có lâu. Lại đặt ra màu lâu ở đâu đấy? Đấy, nhẹ nhẹ đấy, như này vẫn là sáng này, dìm nữa thôi.
Đấy, thế thế thôi. Cái màu mấy cái mây xa kia làm xong rồi nhìn đẹp. Cái mũi rảnh mũi đằng kia. Cái chỗ đất vậy. Lúc thấy đâu vẽ người ta bình luận thành đâu lưng mình. Dạ. Không rồi, vui mà quen. Thấy quay thì mình chấm cho nó ông gì video này. Trên biến văn hóa. Đấy, làm hai cái vách này trước thì cái vách này núi xa thì đúng rồi, bây giờ mình làm màu nó nhẹ hơn, bắt đầu từ xanh ngón chuối này phải cộng với xa trời này, cứ xa là phải có cái màu da trời, cộng ngón chuối này vỗ vào nót đã chấm men men theo những cái vách núi này, tại vì cái sườn này này đây gọi là cái sườn hoặc là cái vách này nó dựng đứng và nó phẳng. Cái là cỏ cây thả thực vật nó cứ trượt đi, nó không động lại được. Xong rồi làm cây tùng con sẵn. Cây tùng ở đây. Đây. Nhỏ thôi. Tí 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 tí. Cả chim đấy. Có như là làm chim nó bay đến mặt trời nhỉ. Chim giữa mặt trời. Có gì nữa. Chim bay về phía trên. Chim chấm rết. Đấy nha, chấm bây giờ thì cứ chấm giải ra, lúc đầu cứ chấm giải ra, chưa cần cụm. Chưa cần đẩy đâu, cứ chấm nót đều đã. Mà cái núi xa thì cũng không cần khối nhiều. Cứ chấm chỗ nào không có vách. Chấm chỗ nào không có vách là chấm hết. Đấy, cứ xanh non mới là xanh da trời 66, à 36 với lại trắng. Đấy, còn nếu mà cẩn thận ra là phải pha màu da, đỡ phải pha nhiều. Nó pha nhiều bằng bút là một lúc nó thành cái que kem là nó bết hết. Mọi người hay vẽ thành que kem. Pha mà cái bút mình chọc nó hư. Nó bết. Kiểu cứ bỏ màu ra lúc nó khô bút. Chấm không được cái màu này. Không sống. Bết bút nó hư. Cái gì chị? Là lấy que. Cái này là để trộn màu lên gì. Đấy, pha sẵn ra như thế. Mày chẳng cầm bút pha luôn, người khác không bao giờ gặp pha bút. Vừa bút vừa đít này. Đúng rồi, chuẩn là cứ pha vào bằng bay trước. Khi nào đó trình độ của nó là... Đấy, phải pha màu ra, đấy là cẩn thận này, pha màu ra. Thật ra mình thấy không vất vả bằng pha bằng bút. Bút xong rồi nó chết đi. Chọc toàn hết cả đầu rồi. Không nên màu. Thấy cái bẩn đi làm mình đây rồi. Xuống cái này thì bắt đầu trượt êm đi, tại vì để cho nó ăn nhập vào cái xương ở dưới, xong rồi ở dưới mỗi cái chân núi này lại có những cái lùm cây nữa. Để che cái chân. Ừ, che chân. Mà thường thường là nó có. Mình vẽ nên mình mô phỏng tự nhiên, mô phỏng theo sự thật. Đẩy sáng lên, thậm chí là bây giờ phải tăng cái thằng này lên nữa, để cho nó có cái ánh nắng. Đấy, bây giờ mới đẩy khối này. Bây giờ mới đẩy từng cụm cây nhé, mọi người chú ý, bút này khá hơi to nhé, chuyển sang bút bé. Đẩy sáng. Đẩy sáng lên và đẩy cụm. Từng cụm một, quên mắt người ta nghe rồi. Alo. Alo. Anh ở đâu nhỉ? Anh vẽ bao nhiêu mét tranh? Tranh hay là trần mây anh? Tranh hay là trần mây? À, có chim gì? À, thì cái đấy anh có vẽ giả gỗ nhỉ? À rồi, thế
ok, thế thì 30 mét này. Thì 250 mét. Vâng. Làm thêm thì... Vâng, ok. Vâng, đấy nha. Vâng. Chạy rồi. Không phải đâu, chạy ngay như bao giờ 250-300 không nhận được đâu. Tính mạng ở đấy thì giật có 200 thôi. Thì đánh vách tối này thì là tăng cái thằng xanh này lên nhiều này. Tăng thằng xanh này lên nhiều, thằng này lại ít đi. Để cho nó lạnh. Nó âm u bên trong. À, thằng này nó chưa gãy sáng này đúng không? À nào thì tối om này. Quên rồi. Rồi nát nó. Hay chơi một quả là thấy một rực lên rồi. Thì chỗ này phải tăng trắng, là tăng trắng với tăng vàng lên nữa này, đẩy sang cái độ vàng này này. Đấy, để cho nó bắt cái ánh nắng. Trên đỉnh Phù Vân. Chấm nó trượt xuống, trượt đến bên xuống để nó chuyển ánh sáng nhẹ nhẹ xuống. Đấy, nếu mà muốn thích nữa thì trượt ánh sáng sang cái nhỏ mỏm lúc này nó hơi cao lên một tí. Mình trượt sáng sang chỗ này một xíu. Và cái mỏm này một tí. Đấy, thế là cái quả này là nó nhô lên. Quả này tụt xuống, sáng tối. Mình bây giờ mình phải chơi bằng sáng tối chứ không nói được còn đủ không nói được bằng lời mà bây giờ là ngôn ngữ hội họa là mình phải diễn tả bằng ngôn ngữ bằng hình thể và sáng tối đậm nhạt. Rồi tạm thời là có thể xong. Bây giờ nó thiếu cái sắc này này, sắc này chính là cái sắc đẩy này chưa đẩy này, cái nó đẩy sau và chỗ này thậm chí phải vách này cũng phải đẩy sáng thêm tẹo nữa. Khi xương hôm kia là thầy có xoáy không hay từ đầu hay từ đầu đấy đã xoáy đâu, xương này chưa xoáy mà mới cứ để không này được rồi. Ở xa thì mình cần xoáy lại thêm một này, ở gần là như thế này là được rồi này. Đấy, tiếp tục sang thằng này nhá. Sang thằng này màu nó sẽ là màu như tương phản nó mạnh hơn và nó sẽ những màu gần đậm hơn. Đậm hơn 66 này. 66 này cộng với lại vàng thư này. Cũng phải lấy bay mà trộn nhá. Bết hết cả đầu bút. Đấy, chấm men theo những cái chỗ mà không phải là vách. Kiểu màu lũ. Đổi màu. Xong rồi thì lũ đá luôn. Cây bán luôn. 300k ông nào lấy luôn đi. Thôi thầy cho em luôn đi bán làm gì. Nếu mà cho là đánh nhau đấy. Ở đây rồi, cho là đánh nhau đấy. Xong mà sâu xé chết đấy. Nửa là một người ngủ này. Không, anh cũng đâu có chịu dại thế. Có mang về không? Không, 300 là cũng được một thứ cho con. Mỗi người viết tên một tờ giấy, xong rồi cho vào cái hộp, xong rồi... Canh, nói chung là canh ba đêm nay gõ cửa. Ốc trăm, ốc trăm. Là bà khuyến mãi cũng thường ấy. Không, thầy về làm một cái hộp cho mỗi người ghi tên vào một tờ giấy, xong rồi thò quay, xong rồi thò tay vào bốc. Tôi đã nói thế, tối nay cất ngày buồng, hơi đơn nhau. Không, là mất thật. Này dễ đút ba lô lắm. Dễ lắm. Không thầy... mất thì không mất nhưng mà sợ tao thấy màu mẹ tháng nó mất đâu người ta tìm ra thôi. Thằng con nhà thầy thích ăn gì ấy? Để tối nay hỏi, tối nay hỏi, tối nay sẽ hỏi nhưng mà không bán nó cầm ra nó khoái chơi gì nữa. Đúng chính sách chính mới thích chơi điện thoại, mới thích chơi điện thoại bảo thằng được tiếp là khỏe thôi. Làm quá hàng ngày luôn. Không thích gì đâu, chỉ thích tiền thôi chứ. Bây giờ chỉ đấy, em nhá, xong bây giờ lại chấm bên lạnh này, bên lạnh thì vẫn cái màu này này, lại vẫn cái màu xanh này. Đúng đấy thì màu lõm chuối cộng với thằng này đúng không? Bây giờ là màu xanh 66 cộng với thằng này. Cái màu này dùng rất nhiều, màu này với thằng màu này này. Dùng khá nhiều này. Nó cùng một tông ấy. Nó giống như là không có không khí nhỉ? Không thở được. Nó bị được mấy người nhỉ? 15. Thế là 18 ngày, 18 ngày, 18 ngày. Quay mở cái cửa ra hộ cái đâu. Qua đấy. Chị không thả đâu. Qua đấy, tụi huyết áp, cảm giác nó bí vậy. Gớm đứng từ đầu đến giờ.
Hay là có cái bác nào nói không? Hay là có cái mùi lạ không? Có ai xì không? Bác nào mùi lạ thì đứng xa chị ra nhá. Đừng phải ghép lại cơ. Tất cả cửa kính đều đóng hết. À, thế là đúng cứ bên các bên tối đấy. Bên tối là phải là màu lạnh. Màu lạnh là hai màu này là chủ đạo này. 33, 36. Trong thế bây giờ phân tích về triết học một tí nhá. Thế là trong một cái tổng thể một đối tượng nó phải có âm dương. Đây là bên này là dương, bên này là âm, bên này là dương, bên này là âm, bên này là nóng, bên này là lạnh. Bất cứ trong một cái sự vật gì trong vũ trụ nó cũng phải đều có hai yếu tố kết hợp thành âm dương, nóng lạnh, sáng tối. À, bên này là sáng và tối, nóng và lạnh, âm và dương. Hai cái nó phải hòa, hài hòa với nhau. Thì đấy là trong triết học. Thì trong đời sống thì nó cũng tương tự như thế thôi. Đã có đàn ông và có đàn bà, đúng rồi. Trong tối ý là thế đấy. Trong sáng mà có tối mà trong tối mà có sáng. Ví dụ trong cái sáng này nhá, đây mà mình lại phân tích kỹ nữa đúng không? Bên này là bên dương đúng không? Thì cái dương này lại có cái âm. Cái bên này lại dương này, xong bên cái sườn này lại là bên tối này, lại âm này. Đấy là trong một cái tổng thể này mình tạm gọi là bên nóng, so với thằng này là bên lạnh. Thì tự nhiên trong cái mảng nóng này lại có những mảng lạnh, lại bóc tách ra lại có nóng lạnh nữa. Thì mới gọi là trong sáng có tối và trong tối có sáng. Bên này là bên tối đúng không? Thì cái bên tối này thì những cái bên phản quang này, nên mình sẽ đẩy sáng cái cạnh lên. Thì là bên tối này nó lại có cái sáng. Đấy, phân tích chi tiết ra là như vậy. Thì mình phải hiểu về lý thuyết đó thì mình làm thì nó mới có một cái đường dẫn, rồi có cái lý thuyết để mình làm. Thế tại sao bảo là trong âm có dương, trong dương có âm? Nhìn sao? Ở trên núi xa nó mờ là đúng rồi đấy. Sao chị lại phát hiện ra này giỏi thế? Không phải, thế làm như nào ấy? Làm thế nào thì không nói. Bây giờ không nói nữa, làm qua rồi. Hết giờ. Hết giờ thu bài. Bây giờ thầy nói thì em không hiểu, thầy cho em này và em tìm hiểu dần. Bây giờ là hết giờ rồi thu bài đến nơi rồi, bây giờ con hỏi. Không phải lúc thấy thầy vẽ bình thường mà tự nhiên nhìn lại thấy nó thôi, thầy làm đâu, thầy nói hết rồi, không nói lại nữa. Em có làm ảo thuật đâu, xa là do là cái tông màu với lại cái người ta làm mờ này. Cái video này vẫn còn chưa nói trước nhiều quá nghe mà. Nói chung là mờ là có trắng tí nữa thôi. Xem lại video không, tí nữa thì video này chưa kết xuất được. Nó gần mặt trời, nó ảnh hưởng mặt trời thì nó cái màu nó thì nhìn nó xa. Biết rồi, biết như thế rồi à? Biết rồi thì là được rồi đấy. Không, như là làm thế nào. Biết rồi nhưng mà nhìn làm thế nào. Biết rồi thế nào. Cái ca này là khó này. Biết rồi nhưng mà làm thế nào. Ca này là phải mổ đẻ rồi. Nãy nữa thầy phải kể cho chuyện cãi nhau rồi. Đúng rồi, phải kể chuyện cãi nhau thì mới tỉnh táo. Bây giờ là chị em bớt ngại chứ. Không phải là lúc đầu thầy xoa cái trắng là xoa xuống núi luôn. Rồi thầy phải xoa. Xoa, xoa rồi, bóp, thầy... bóp nữa em. Xoa xong rồi lúc đấy nó chấm. Chấm xong rồi để cho nó không bị bắt cái sáng đấy đi. Mà lúc chấm này vừa chấm vừa vừa mút. như cả mút vậy đó. Đấy là nghệ thuật. Chấm mút mút. Cảm giác hài lòng. Đẹp giả đâu. Nhiều khi mình tô xuống núi rồi lúc chấm vào mất. Thì bây giờ là lại công thêm một độ nữa. Nguyên cái thằng này thôi. Lên núi lên đường lúc xuống khó tìm lối xuống toàn cây. Mùa lối xuống. Cái này đi thám hiểm nó thú vị. Thì cái này là những độ sáng ấy nhá, độ sáng thì cũng bắt đầu phải tính toán một cái mờ dần mờ dần. Đúng rồi, cũng như là cái hôm trước là giống cây ấy. Cái thân cây, cái nguồn cây mà phía mặt trời đấy. Ánh quang tranh sáng là cũng phải cân nhắc. Chứ không phải là cứ đẩy tùy tiện đâu, đấy thấy chưa? Như này thì cảm giác là bên này nó cái cành này chứng tỏ là nó nhô cao ra thì nó mới bắt được ánh sáng đúng không? Cái này thấp. Và cũng là bên này nó là sáng mạnh thì nó bên ngoài. Lại công thêm một độ nữa. Thêm trắng vào. Ôi thằng kia nó khóc sốt cả ruột. Trong nó bị sao khó chịu, sao không đưa đi khám thì bây giờ là nó chỉ có đi ngoài thôi. Nhưng nó không sốt. Thì biết lý do đâu, chắc là do ăn uống thì... Thế thì mình đưa đi, em chỉ em uống. Xem vào chế độ của mẹ. Đưa đi, ít nhất là bù nước cho nó. Vâng, thì từ giờ ăn chiều nhưng mà không có... Đưa nó đi. Căn bản là nó uống thuốc nhưng nó toàn chớ ra. Nó uống thuốc vào mà nó không chớ thì còn được ngày nữa. Uống xong nôn luôn. Nó quấy tất cả quá rồi. Bản năng đến chiều và đi khám thôi. Nếu em thì em rất là ngại đi bác sĩ. Ngay còn luôn, thật luôn thì... Hai chỗ không nên đi, đó là bệnh viện với lại nhà tù. Bệnh viện là rất là ngại, không thích bệnh viện.
đang mình tự khắc phục được thì mình khắc phục trước. Vào bệnh viện là cũng nhiều khi mua cái ức chế đó. Vào viện đâm nha xin bệnh thế. Gặp mấy ông năng băm hết hơi. Thôi nếu muốn là nó tương phản tốt thì nên dừng như ở độ này, không nên đẩy bên này nữa, bên này thì bên này thôi, còn mới muốn nó phản quang tốt thì đẩy lên tí sáng đây nhá. Sáng lạnh. Xong tí này thì mọi người về làm dần đi, xong ăn cơm làm. 64. Mọi người sẽ làm màu 64. Thêm ít trắng. 64 cũng được nhưng phải có xanh ra trời. Đấy, đánh phân chốt tí. Rõ là lúc thầy vẽ là không thấy cái màu sơn nhiều lắm nhỉ. Càng vẽ lên thì càng thấy ra. Ngồi rồi đấy, anh phân phớt tí thôi. Ngồi vậy thôi nhá. Dưới này được rồi. Cứ thế. Có để sau. Sông núi trong sau đã. Làm thế hả nó phải? Rồi làm nốt. Làm nốt cho thầy quay nốt trên. À tưởng là anh em thành thục hết rồi. Nhìn hết cả. Quỷ nhìn mà. Nhìn hết rồi. Quay luôn. Thôi có rồi. Để quay thầy quay được rồi. Quỷ tí nào luôn. Rồi để anh ngồi nó chẳng như thế, nó cái máy chẳng như thế. Vậy đắp nốt cái vách cái thằng này nha, xong bắt đầu chấm nha. Cái vách trắng này, con này trắng này. Đen trắng đầu tiên, vách núi bắt đầu nhớ đấy nha. Đen trắng là đầu tiên, xong đến xanh ra trời. Đấy, cho thành màu ghi. Ghi đen, ghi xanh đen. Góc này nó đang nhắm nhắm nhắm. Thế còn những chỗ nào mà núi mà nó nhạt nhạt thì ta tăng trắng lên. Đấy và đừng làm nó dọc dọc giống nhau. Nhiều vất quá mày luôn. Mấy người treo leo. Ngày tăng à đúng cái thằng này chưa tăng trắng, giờ tăng trắng này lên. Thầy Hoàng Anh hơi công phu nhỉ. Vừa qua video vừa ghi chép này sắp sửa là trở lại thành lập môn phái mới. Môn phái đã du nhập vào phương Nam. Phương Nam mới du nhập vào đây chứ lại. Hiện tại giờ là có. Nhưng mà chuẩn bị mang mang giáo pháp vào đấy. Các video thì các kiếm phổ. Nhưng bây giờ anh đang mang võ thuật Hà Tây vào đấy gì? Đúng không? Quê là ở đây, thành thất à, quê ở đây. Anh này trở về quê của tổ rồi đấy. Còn lễ gì về thăm tổ? Về thăm quê cha đất tổ không anh? Không, ở đây tổ dỗ trong Sài Gòn. À, tổ đường nằm trong Sài Gòn. À, 31 xưa thẳng cái tổ đường. Đây là khi nào có đó tìm anh bộ cổ ở trong Bình Thuận có Nam mà hay cổ. Vào cái trong Bình Thuận cái gì vậy em muốn nhìn Bình Thuận nhỉ? Bình Thuận nó có phát triển mạnh lắm á. Năm 21 năm 2021 anh mua đây thi lần nữa này mới 18 đấy thì đến cái phát thứ ba thì tăng thêm một tí vàng nhưng mà trước khi tăng vàng phải tăng trắng đã. Đôi này biết còn nếu nhau không nữa. Lúc đó vào là bảo hôm nay đi vẽ bận không có thời gian đâu mà tiếp. Bỏ bây giờ vẽ giờ đang bận vẽ. Đúng không? Đầu đầu học võ học cả vẽ luôn đấy gì đó, dừng cho nó khô. Làm một vài cái trắng cộng xanh ra trời, làm một vài cái lùm cây ở dưới cái bờ đất này. Lại đen trắng, à đen xanh. Quên được cắt này đi. Nó bị thói quen ấy, nó bị cái thói quen mà cứ vẽ là bị đẹp ấy. Nó không biết làm cái nào. Thế lắm lúc mình vẽ cái cây, nhưng sao hai cảnh hai bên cứ gần sức với nhau là vẽ. Cái não mình cứ điều khiển vậy, cái tay cứ bị quen.
Hồi đang vẽ cái đào rồi sang vẽ lên cây kia là cái cảnh cứ như cây nào. À bây giờ mới hiểu câu nói là trăm hay không bằng. Thì có nghĩa là phải vẽ thật nhiều chứ không phải là không phải là giác ngộ bằng cái cách là ngồi một chỗ nghĩ. Bây giờ vẫn còn sớm đấy, còn nhiều cơ hội. Trường muộn này có được 4 hôm. Còn 16 hôm nữa. Cứ 20, cứ cho học 20 hôm đi. Có học được không? Gọi là 20 hôm đi. Hay là đến lúc với mẹ bảo là bước này không quan trọng. Là cho anh học 20 hôm mà không quan trọng. Giờ ai thì cái ngựa nữa. Thì đến lúc đấy bảo học không quan trọng đi. Và rồi học cái đủ rồi. Đây nó thế. Nó mỏi lắm. Cái bước phát đợt này em thấy tâm đắc, em thích. Em chưa chuẩn bị gì vào tìm mấy cái tài liệu linh tinh phát vội. Tại vì hôm qua nó quấy, với hôm qua mới việc bận ấy, hôm qua không làm được. Kể cả thằng này đùm cây sa nó cũng có nhá, có một tí thì nó mới đúng. Đùm cây sa thì cái màu nó giống cái màu ở trên. Này không lấy cái màu đấy ra rồi, rồi đây. À lại nói là này cơ. Lòi ở trong. Đấy, xa xa nó kiếm tí. Thành chân trời nó lại đúng không? Chân núi đấy. Nó sát đường chân núi. Xa chân núi. Chân núi xa xa mà. Chân dương cộng cánh chân. Chỗ đó nó gần mặt trời này là chỗ chẳng là xa. Không phải, nó cứ ở xa là nó phải màu tím, xanh tím như này. Thì nó mới xa. Thế nữa về mà học, em giả ra, cứ giả video của thầy ra là cứ vừa học vẽ đến cái đoạn nào cho nghỉ cái xong lại lại vẽ. Rồi vẽ trộn nhầm màu trên xanh xanh trời xanh này xanh màu này trời xanh chấm một vài lùm cây sa này. Nhưng mà núi này để em làm hoàn thiện sau để làm nốt cái này. Mình chấm một vài bụi cây cho anh em để xem để làm tiếp. Đấy, các núi xa xa thì mình chấm màu tương đương với những cái màu ở trên của nó. Đấy, chạy dọc xa thì nó không cần phải phân biệt nhiều quá. Thằng này cũng bỏ qua nhưng thằng này gần giống thằng kia. Chuyển sang thằng này. Thằng này gần thì mình có thể cho nó phong phú màu lên để cho nó trang trí cho nó đẹp. Ví dụ cái nụ này mình chấm màu này chẳng hạn. Cách trong đoạn để nát nó chấm vào nùm này một màu khác. Tí cái này bật bút phân là giống một. Đấy, nó màu nó lạnh lạnh. Nụm này nó thay đổi. Trắng trắng mà. Này tăng vàng. Đấy, nó chấm nó cũng như mây thôi, nó như các tán mây. Ở trên mình chấm dày, ở dưới mình chấm thưa thôi. Chỗ này cũng chấm như thế. Cái nhỏ này thì cũng không bóc cây nhiều. Qua cái bài to kia bắt đầu mới phân tích nhiều cái nụm cây này. Phân tích nhiều hơn.
còn đây chùa nhập môn đơn giản. Trong chuyển sang non không ai thở sao? Nhớ nhớ phải thở nhá. Nín lâu quá nguy hiểm lắm. Anh nhìn coi sao mà mình chấm cứ niệm bết bết nó không tơi đâu. Mình chấm thì nặng tay. Chả phải cái tay của mình chứ. Nên hôm qua mình nặng tay. Hỏi thầy có múa không? Dạ thầy dùng mình nội công nhiều quá. Mình chấm thì mình chấm đi xong lại chấm lại vô thế. Nó quen tay, chấm đi và chấm lại. Đấy, bên xong có một hàng hàng cứ có một tí lạnh vào thế là nó âm âm nó êm vào bên trong. Mình cứ pha lung tung chấm nhưng mình pha mãi không ra. Cứ màu xanh. Đúng rồi. Nó chín sắc thái liên tục. Xanh là cây. Xanh. Bây giờ mọi người chú ý nha. Ngài nói về cái vật nóng lạnh này cho nó dễ nhớ này, có công thức để dễ nhớ. Cái trong màu lạnh nó lại có cái màu lạnh. Nóng thì nó có màu nóng, ví dụ trong màu lạnh nha, thì những cái màu này này nói chung xanh lá cây là màu lạnh đúng không, nhưng mà đối với màu lạnh thì nó là màu nóng. Còn trong những màu lạnh thì thằng này với thằng này này, thằng 33 nước biển này, thằng 36 ra trời này, là trong cái màu lạnh thì thằng này nó là màu lạnh hơn nữa. Còn những trong màu lạnh thì những thằng này này cũng là màu lạnh này, thằng này cũng màu lạnh này, nhưng mà nó là tông nóng hơn so với hai thằng này. Để chuyển sang thằng này thì nó càng ấm hơn nữa này, thằng này đi với nóng thành nóng, đi với lạnh thành lạnh này. Đấy, nên là nóng lạnh thì nó cũng lại phân ra cái thằng nào nóng hơn, lạnh hơn. Đấy thì cái trên là chấm một quả núi này thì bên lạnh hẳn này bao giờ phải có cái màu này và màu này nữa này. Kết hợp cả màu này nữa nó càng đẹp. Nó càng âm âm trong, càng âm u, càng sâu. Đấy, như này là hơi sáng quá, bút thì nó dính trắng. Còn cái cách chấm để tạo ra khối thì luôn luôn thay đổi. Các cái khối to nhỏ khác nhau cũng như cụm mây ấy, nó cũng to nhỏ khác nhau. Và chấm dày ở trên đỉnh khối và thưa dần xuống dưới. Đây đường dày ở trên luôn luôn phải nhắc lại cho anh em ghi nhớ dần. Thế mà vẫn quên. Ghi nhớ dần cứ phải nói liên tục. Cái dày ở trên thưa ở dưới thì nó sẽ tạo ra khối. Được. Tại vì bộ nhớ nó có giới hạn, phải nâng cấp bộ nhớ lên. Không ở đâu bán. Ở đây còn gì đây, đang bán dần này. Đấy, bây giờ chấm bên nóng thì là kết hợp vàng thư nhé. Ở gần thường chấm vàng thư để cho nó bật. Đấy, trước khi đánh cái quả núi này phải làm cái này trước cái này. Dừng này xíu là cái này trước này. Thực ra mà chỗ này nó nhỏ quá không đẩy cỏ được, mình đẩy sáng chấm cỏ nó bé quá không bỏ. Như xa thấy cỏ nó êm nó có sáng tối. Đấy nó sáng lên. Sáng tí thì cảm giác là sáng là bề mặt này, chân này tối xong dưới này sáng, trên này sáng,
trượt xuống tối xong gặp dưới này lại sáng dần lên. Đấy, nó có, đấy là nó nhịp điệu về về cái độ chạy sáng. Đấy, cứ sáng thì đứng cạnh tối, cứ sáng đứng cạnh tối, đấy là quy luật. Đàn ông phải đứng gần đàn bà nó mới phê chết chắc. Nó cứ phải quy luật, thấy mà thấy chết. Quy luật nó cứ phải như thế, không phê phải chết. Đấy thì là cứ phải sáng tối đứng cạnh nhau, cứ nhắc đờ. Nông Chí Khanh nó lại à, Nông Chí Khanh lại đứng gần cái thằng. Thế nên là đâm ra là cứ bị thanh chênh lệch về về âm dương ngũ hành, là đâm ra cơ thể nó mất cân bằng. Đấy, nhưng anh nào mà nhiều nhiều tuổi mà không lấy vợ thì chú ý. Gần cao mà tiến hóa là cứ lấy vợ mau mau, tức là nó phát sinh một một số các bệnh liên quan đến ngũ hành. Nam gì các kiểu, cái nào nên là chính nam chính nữ mà không có lấy vợ thì cũng phải thỉnh thoảng đi bảo trì đi. Bảo trì bình sao? Bảo trì bảo dưỡng đi. Cứ để không thế cũng mà đến lúc giờ đến lại chẳng dùng được. Khô gió kẹt. Sao để mẫn ạ? Gọi mãi rồi cũng không ai nghe tiếng, phải phải chỉ mặt đặt tên. Nói ý không để. Nói là tiểu hiểu được rồi. Tiểu hiểu đi chẳng nên vâng dạ thì phải nói luôn. Bảo trì thường xuyên đấy nhá. Tháng bảo trì là nó nhiều. Cái này khó. Khó à? Mấy năm nay tự hạ phòng. Mình có dịch vụ bảo trì ấy. Không không biết chỗ nào có công ty nào là tốt cho dù. Đừng để nó phá. Giờ bắt chân rồi, mấy đấy là an toàn nhất. Đừng để nó phá. Ông thì nói câu chuyện vui nhưng không phải vui đâu, nó thật đấy. Bảo trì không cẩn thận là chết đấy. Anh bận của anh đã dành cho vợ anh. Chỉ một chỗ không mà kia người thôi. Nhân sáng lên để cho nó bắt nắng. Cái tranh về cái có cái mặt trời kiểu này là mình phải đánh được ánh sáng nó bật lên. Phải nhìn tranh nó mới sâu. Đấy, cái sáng này nó trượt sang cái này mà trượt êm mà. Êm thì mình phải chấn nó nhẹ nhẹ tay và nó lựa lựa thì nó sẽ trượt được. Thế đấy, phải tăng thêm tí trắng. Đấy, những núi gần này thì có thể chấm bông bông tơi tơi lên được, nó gần thì nó sẽ rõ ràng hơn, càng xa mình càng làm nhẹ đi. Nên cái thằng này thì có thể làm thay đổi sắc độ đi một tí, chấm bây giờ có thể chấm sang cái sắc khác nha. Bây giờ không to đó, màu đỏ một tí, đỏ tím, quét tí tím rồi tí nhiều ra chấm cho nó phê. Tóc cam đây là màu hồng cánh sen một tí này, chọn bốn tím ra này. Màu này màu gì đây? Màu tím, màu tím. Đây, bây giờ chấm cây sơn thủy thì dùng màu này nhiều này, thỉnh thoảng có một tí vào trộn với các màu khác kết hợp. Màu xanh dương đẹp không? Xanh dương là màu 36 đấy ạ. Chấm được, màu xanh dương chấm đẹp mà. Đây nè, kết hợp xanh dương xanh nhưng non. Nhưng mà nó không bật bằng màu tím. Nhưng mà chấm xanh dương không thì không được. Thêm tí trắng hay tím nữa. Đây, ví dụ rằng thằng này nhá, thằng này thì cộng với trắng đầu tiên này. Đấy, thằng này thì cộng với những ít thằng này. Đấy, nó ra cái màu cũng hay xanh tím. Đấy, những cái này nha. Đấy, nhìn nó tím ngắt luôn. Ừ, nhìn thấy khác đúng không? Thế thì nó bật trôi đẹp. Được. Đấy, nó ra cái màu rất hay. Ông đẩy trắng lên. Ngay màu này chấm kiểu ngọn ngọn, vuốt một tí ngọn là thành hoa rất đẹp. Đây nha. Nó là ra kiểu dạng hoa. Là cũng cháy đấy. Là năm đấy, nó bị gãy, chẳng năm đấy. Nó gãy rồi. Không, cái tùng gì mà cái kia. Cái nào? À, cái nào? Cái tùng to ấy. Cái kia chẳng gãy gì à? Cái thân nó cứng mà. Không, phải cái tùng nó thế đấy. Cái tùng đấy. Cái tùng nó gì á? Đi đi
cưa trộm. Thầy đang cưa. Thầy đã đặt đấy rồi, thỉnh thoảng anh em cứ ngước mắt về cưa trộm nên gãy cuộc dần đặt cam rồi đấy. Như búi hoa nhỉ, đẹp. Sau cái bộ cỏ này kiểu gì sau này cũng nhiều thôi, đến đây chụp ảnh. Cục thuế. Không biết chỗ đó giống con trâu một trống. Quên không biết đường về. Nếu chỗ đó nhau nhìn như con trâu. Vào đây không có đường về với cố này. Thầy có một quả nến chưa đắp. Vào đây là một quả trên một cúp nhiều xanh hay quả tím. Vâng, em quả kia gì? Hai cái này, hai cái này là giống cái này. Đúng nhau, chấm cây. Thì em làm cái này trước cho anh em về làm mà, xong em mới hoàn thiện nốt cái kia. Chưa, thầy mới triển khai có hai quả thôi, còn hai quả bên này tối. Để giữ đòn đấy, giấu đấy. Bây giờ anh em đi ngủ hết rồi dậy, để biết. Cứ bắt thầy chơi liêm lúc bốn quả thì không mà. Từ cho 20 quả núi. Đồng cái xương không mà. Vã từ sáng giờ. Nát đấy. Bài này thì ít là bài kia gấp đôi núi. Bài kia là bài lớn luôn núi. Cũng gấp ba nhìn. Đấy nhìn thích không? Cái màu nó tươi. Bài kia thầy cho tí màu con cam cho nó đẹp. Ờ đúng rồi, thiếu tí cam. Hơi thiếu nóng. Nhiều quá, nhiều sắc tố. Ít màu đấy, còn nhớ nhiều màu quá. Có người có bao nhiêu quất tất. Chấm cái núi này, có bao nhiêu mang là quất hết. Miễn nào đẹp được đúng không? Mình cứ pha vào làm ra màu khác liền. Sang đồng quê thì phải điều tiết nha. Đồng quê là hạn chế với cái màu này này. Đồng quê ít thôi. Nó chỉ điểm nó là rơi vào cái dạng như thế này. Nó là dạng hoa, bên dưới vẫn là cái lá xanh. Đồng quê một cây này không hình chết đói. Không lúa. Ui giời. Con rực rỡ. Được đấy. Trong rừng thì muốn muốn hoa đua lở. Nhìn phê luôn. Hoa đủ các thể loại đúng không? Hoa màu mè này lại nhiều ong lắm bướm. Nhiều cây tự nhiên. Này có người nhiều dẫn đến đây thì chắc là điểm vừa vừa đó. Quên đó. Quên rồi thầy ở dưới rồi, ở đỏ trên núi rồi lại nhiều người lại ngã ngửa ra. Ngửa ra. Đẹp quá. Cây càng màu sắc rực rỡ thì cây đấy càng có độc. Cái này đối với lấm thôi. Hoa hồng có gai. Gai nhưng mà rồi đập vào thành có dao sắc dắt đi hết. Gai. Vậy tí rượu một tí. Quá đẹp. Chỗ này cũng vài mẫn không dốc được. Mẫn á, mẫn mài dao bao nhiêu năm nay vẫn cùn. Có đi dốc đâu mà dốc. Có trâu. Thì tội vào một cây tiếp. Mẫn không dốc được. Mày căng đấy. Mày nhét cái bụi cây này. Người ta tất thở. Mọi người ngừng thở nhé. Vất. Cứ thở đi. Người ta anh nhìn nó thở. Không biết từ thế chứ biết thì mấy. Cái kia mà đang bẩn bẩn luôn. Cái nào thì giờ nó trong đấy, đấy, tới cuối khóa tổng kết nhiệt tình vẻ nhất là đang hóa học. Hay lâu là dạ nhân giải. Ở lại hai ngày anh em chiến hết. Cho anh em thực tập kín tường luôn này, kín tường luôn trận. Tớ sẽ mua lại, phải mua sơn trắng bù thêm tiền để khóa sau tớ năn đi. Thôi đi, bao nhiêu tiền sơn đấy. Hôm qua xem video thấy khóa trước là cũng chương trình như vậy, chương trình đấy, nhưng mà cuối cùng là đến cuối chương trình thúc dần đấy, đến cuối chương trình là hơi tí hút niềm đam mê tí hút thì phải hàng lớn. Mới đến ngày hôm nay mà thấy mọi người đã đang thấy cái này 2 tháng 18 mỗi ngày khóa học giờ học kinh nữa. Hay thay thì càng quá lại có thêm cây càng nó còn nhiều cây lắm. Nó không có cây mình không chưa, nó cây này bảo bé cô nay đòi bên hạ nữa thì thôi cũng kêu thì cái cây đàn này hơi khó nhặt, khả này khó để ăn kia. Cái này là tặng em mà nên là phải vẽ thôi. Người nhìn vào trong ấy này rất thoáng ấy. Đẹp. Bây giờ cứ về nhà ăn xong rồi bắt đầu lại ngồi vẽ ăn xong rồi rất là chung, rất là thoáng. Vẽ mà lúc nào mà mang chanh như ăn được á. Chanh như giống cành đào thế. Cái thứ hai. Món ăn tinh thần ở trên này. Là một cây trên núi nhỉ. Thác đổ nhá. Để đổ thế xuống lại phải có con cò. Thác bé bé.
cho thêm tùng hạt. Thác đổ nó không phải cái thác đâu. Thế cây. Sao này? Ra ngoài dưới. Thế cây anh không, làm sao đã biết được? Ờ. Đây cũng gần xương ít. Đâu có thấy gần gì này. Không cần cày lắp hết rồi. Đẹp không? Còn sau nhiều xương. Thôi để cho nó khô như vậy cho nó chết. Bây giờ vẽ một cái cây nó chậm ngược xuống không cắm dễ đâu mà sống được ạ. Những cái cây đang rớt. Mình con vật vã này đã bức to kìa chân ok cây đứng ra sông để cứ thưa lá vừa cho thoáng sợ che mất được xong ôi nhưng mà thầy bảo nó nào cũng không xong thêm một tí xin thanh lốt đèn từ lúc lốt đèn này chứ lần mình quên mất làm trời xong rồi không làm nước đấy vuốt một số cái tín hiệu của trên xuống có nghĩa phải vuốt xong mới vẽ cây này này cũng chưa muộn nhưng mà làm kiểu nữa vuốt nhưng không sao vẫn kịp nó kiểu cần mờ mờ thôi chứ không cần rõ cái thằng này thì lại phải màu vàng thư nó còn sâu hơn nữa tách lối định luôn tách lối trước lối sau đấy rõ ràng rõ ràng hơn rồi ok đợi đi nữa nó xe xe thì lại lấy một ít cái này quánh xuống đấy cũng là cái bút như vừa xong nhưng mình lại quay dọc đi mình chấm kiểu khác không chấm ngang nữa. Đấy chưa? Thấy tán nó khác cái tán này chưa? Tán này tán tròn, tán kia tán bè, tán kia kiểu tán cái tùng. Tán cây này tán cây... Bánh đàn. Mày mù. Cây mày mù. Mày mù nhờ nhớ anh em với anh Cường ấy. Nó vẽ xong là chủ nhà nó ấy quá. Nên nó bảo đây là công ty gọi là mỹ thuật mày mù. Xin kính chào quý khách. Không tin cái lên hồ cổ mà thấy thêm một cái ông hầu đây cây mày mù bán này mù đôi khi câu nói có thể nên nó thâm thật nói ngọng ngọng là ra mày mù đấy đừng có nói hắn chứ mày mù nó chửi đấy mình nó hiểu hàm ý của mình cứ nói nó ngọng nó bắt sang tí ha nói đây thôi đừng có đi gặp khách hàng nói vớ mồm xong này gọi điện cho anh bắt đèn đi nó chả là chuyện thôi nó thầy dạy cả cái mà dạy cả cãi này dạy cả nói phét này chém gió này à cái vụ lúc chưa thầy bảo con cãi nhau cãi nhau cãi nhau để bên xong này sau sẽ hay lắm đồ lo dần đấy thì cái bút cũng là cái bút đấy thôi nhưng mình chấm dựng thì nó ra kiểu khác nhé đấy là khai thác được nhiều góc độ khác nhau cái lớp trước là màu nó là màu cam nhưng mà nó lẫn tí đen cho nó tối đi vâng cho nó tối đi để chấm cái này thì nó bật được sáng lên tóm lại là mình vẽ thì không theo màu của thầy giáo đúng rồi mà theo tự màu của mình thích mà vẽ màu đó mình thích thì mình làm thôi kể cả cho màu đen hết cũng được giáo nhớ rằng màu đen đấy cũng ấy được nhớ chứ em vẽ trong này có màu gì nhớ hình như đang bọn em là học cho nhớ được à tự mấy màu bọn em vẽ là phải nhìn cái màu ở trong cái ví dụ trong cái khu vực này là có những màu gì phải đọc nó hết à. Cái này kể cả tranh người khác ấy. Tranh mình không nói gì nhưng mà tranh người khác là phải đọc rồi ra không đọc được 100% nhưng phải cố gắng đọc được 90% tại vì cái cách pha màu đọc có nhiều cách pha màu thì đọc được màu là pha được màu đấy anh em cứ đây là do không đọc được màu nên cũng không pha được đọc được màu thì ở đây biết màu gì thì chả pha được
Đọc được là pha được. Để màu đen này, để màu pha. Đọc 98%. Đậy lấy màu. Thì bây giờ lại đẩy nốt cái tán này đấy, đập ngang nút ra, cái này cũng là ngang đúng không? Đập ngang ra. Và bên điện thoại. Đây là Dương Quán với cô trước luyện công ở đây. Chưa lắm tình yêu vậy. Nó nữa vẽ một cái thuyền độc mộc ở đây nữa. Điện thoại cho máy máy trên. Tao vẫn là vẽ cô bay Dương Quán cụt tay ở dưới. Này bóc máy quan. Mê mày mê. Xinh quá thì phải có chim điêu, nó đang cưới chim điêu. Điêu đâu ngày trên núi rồi. Ừ, thế thì đợi à. Đang ngắm cô như vẽ mặt mộ đang mời chứ sao. Thầy vẽ Dương Quá của cô đang rất tay nhau ngay chỗ mặt bùn cây nó đổ ấy à. Con chim điêu đậu tình công cây. Hồi nặng ngay con bò, hồi này còn có khi còn được ăn. Không phải đâu bảo em bắt em nối cái cây cầu từ bên kia sang bên đây đấy, nối em bắt. Chín tan luôn vào cái đũa này luôn, chấm luôn cái phần chín kìa. Tôi đang chấm dọc đấy, anh em phải chấm dọc theo này, theo thứ. Toàn hoa chung thủy chứ. Đấy, thằng này muốn nó khác với cái thằng này thì ta lại cộng thêm bit cam mà cam mà tiếp tục cộng trắng lên lại nó mê ly đeo nó chỉ thêm một cái màu một tí màu khác là nó ra cây khác rồi, khác cây này đi. Thằng này còn hồ hoa này nữa, hồ thằng này một hoa nó thì thử loạn thì chấm lá thôi. Lá thì bây giờ chấm nguyên xanh ngon. Đấy cái đấy chỉ gọi xanh ngon là sai rồi dí nhất. Nghề họa sĩ thì vẽ thế nào lên thế? Đúng rồi. Mình thích là họa sĩ thì mình phải làm chủ chứ. Bọn em đi học vẽ là phải được học cái đầu tiên mà. Ví dụ nhá, một cái phong cảnh ra vẽ trực họa ngoài trời nhá. Nhưng mà cái chỗ đấy tự nhiên nó không không hợp lý, phải không một hợp lý. Mình bỏ đi, bỏ mình quay lung tung xong mình lại bê cái khác cho vào. Đấy, tại cái khác hợp lý hơn. Đấy. Thích. Mình sáng tạo là rồi đấy, chứ còn học vẽ nó không phải là cái máy ảnh. Như tất nhiên là vẫn ra ngoài vẽ nhưng mà không phải cái máy ảnh à. Máy ảnh là nó chụp vào y xì như thế, nhưng mà vẽ là người ta phải sắp xếp nó theo ý của mình. Thật nó mang tính chất nghệ thuật. Có hai con trâu, ba con trâu đang lăn cỏ là đẹp. Ai con nếu mà cảm thấy chưa đủ điểm trên 8, 9, 5 rồi chắc nhiều. Mấy người trẻ con ngồi. Cái đính vẽ mấy con cò. Mà cảm thấy buồn thì điểm thêm vài cái thằng đính. Đính cái gì ở đấy? Đính đây thì đến là em thả trâu đây. Tính vé cả MH là 7 người và kỹ thì anh chỉ một nửa thân rồi. Cơ bản như vậy anh em làm nốt đi để em làm nốt cái quả này. Món đồ gì? Món đồ quả núi à? Tha lại cái màu trên thôi. Hai cái máy trên thì rất sáng rõ máy dưới. Máy trên không bằng máy dưới đâu. Nhưng máy trên nhìn máy rõ. Trên là trên. Trà qua này em để tối. Em để tối. À. Tối màn hình đi. Tối để cho nó đỡ tốn pin. À. Máy trên của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Nhớ mà nhìn thế này ngán rồi đấy. Nó là ủ tai đấy. Không biết là tả gì như nó giống. Tương đối. Không như còn giống vẫn là đẹp rồi. Tương đối thì còn tuyệt đối thì có mà
cái này á, bây giờ là nếu như vậy là ngày nào mà học vẽ là cứ phải mang để tương đối đấy, quay gạt tí nước luôn nhỉ, quay bay lúc này kéo cái sông thẳng thế mà giờ nhìn ít đi không còn những cái sông từ đầu nó còn đang ướt đi cút xuống không nhỉ, hay là cút ngang nhỉ, cút xuống không, không. Gạn nước lăn tăn thôi. Ở trong nhưng mà vào tay những học viên cái ngắn cái dài so le đi, học viên thì phệt một phát một miếng lớn cái này toàn một miếng lớn muốn đã thành một đường nhỏ thì lại thành một đường to như con tay làm mặt mũi xanh cái bản chả được cái màu gì cho nó cái gạt này thì ở ra ngoài này càng càng ra ngoài mình càng ít đi ở trong cái dày như kiểu đi biển vậy, mới đầu ngắm càng xa càng dày. Đây là trong chân mình gạt nhiều hơn. Những đoạn này tựa tựa kiểu máy đính ấy đúng không? Đúng rồi. Đi dọc chẳng cái ở đấy. Máy đính thì còn gì có sung núi đâu. Nó cứ luồn lách vào đây. Nhiều sáng quá. Ồ, rồi. Mất tiền. Nó đùa thôi nhưng mà là cũng vất vả, xăng là thứ nhất là mình ngửi cái mùi. Thứ hai là căng thẳng đầu óc mình lên về mình cảnh. Làm các bạn phải tập trung hết mức luôn. What the hell? Thằng thằng Watt kia có bị sao không? Dạ chỉ cho vào thôi, dạ chỉ vào thôi. Nhưng mà thằng cu nhà anh có làm sao không? Anh vừa đi viện. Chỉ về đến cái chợ thôi mà. À, mà giờ đi lúc nào cũng không biết đúng không? À, mấy là do công ty nó mở cái khác hoặc là nó... Ờ, thế thì... nói chung là cố tận dụng cái cơ hội. Nếu nó đi rồi thì cái cơ hội nó lại mất đi. Bỏ hẳn đi, thì chưa bỏ được. Thế thì thôi, cố gắng. Đây bảo về quê rồi thì bảo là chạy xuống đây thì nó khó mình rồi bây giờ. Ông về quê rồi nhưng mà không làm cái xăng thì nó đơn giản, mình tự do thì sao? Nhưng mà em làm cái này em có biên chế không? À em làm bên nhà nước à? À ôi rồi, thế thì không bỏ được. Rồi rồi, thế thì cố gắng đi. Đấy, tối thì cũng không học khuya quá, về ngủ sớm đi. Tầm 9 giờ là nhổ neo được rồi, ăn xong vẽ tí thôi. Không về cũng không ngủ được này. À cũng không quen giấc phải không? Không phải một ca mà nó trực đến tận 11 giờ đêm rồi. Nó âm lắm. Vì bọn em ngủ. À ừ, ngủ ngủ tại đấy nhỉ? Ở âm điện nhà kính tất mà. Không không thể nghỉ được. Ờ đúng rồi. Chúng nào về rủ chú cùng về nhá. Vâng, cứ về đi. Cháu đi cùng năm hàng tháng về cho học đảng thôi. Chú sinh hoạt ở nhà. Vâng, cháu sinh hoạt trên quê. Làm luôn tại nhà, làm cả bên thanh niên nhá. Có bí thư của đoàn khu. Cái sau này là mở hơn đúng không? Đúng, về xe cháu ăn đón. À, đúng rồi. Chú làm được mấy cái ấy đi. Cháu tự làm được cá chép chứ các thứ cho khu. Ồ, hôm trung thu tổ chức đề nghị hẳn là cá chép mà đã hàn bao giờ đâu. Ôm dương không? Không, con em to lắm. Ừ, con hôn rồi dưa. Cái chép của một người nó chán rồi, tại em đi câu suốt. Món gì em biết. À. Cũng đi câu dịch vụ với các thứ. Nói chung là nóng về. Chứ em làm cả bên thật đục nữa mà. Ờ, bây giờ lại vẽ vời. Thì quê em ở Hà Tây này mà. Quê Hà Tây
quê ông à, còn cái ông mà trước ông làm ở chùa Hương ở chỗ gần nhà thầy là ông Quát. Quát chùa à? Không, tên là ông trong chùa Hương mãi này. À, thế là biên chế ở trong ngành xăng dầu. Vâng. Ngành xăng dầu này thì vất vả đấy. Tại vì nó chỉ cho lên quản lý đấy. Ờ, chứ còn đứng bán xăng này thì hại sức khỏe lắm đấy. Mình cái nền này mình đánh gọi là quện mây vào nhau thì trước tiên mình đánh trong nước vào đâu mình nhỉ? Tí nước có chứ, cho tí nước vào cho nó trơn bút vào. Vâng, cho nước mới trong trường hợp nó khô là phải cho bút rồi cho nước vào. Cái này nó đang sáng quá phải đang xoa xoa tí. Để cho nó chuyển êm lên, đang cứng. Êm. Cứ phải là xác định tư tưởng văn ôn võ luyện đã nhiều. Đấy, cạnh sáng lên bắt lắng. Trên tường thì mình nên làm sơn gì này, trên tường á, dùng sơn nước là cái này cái gì nhỉ, cái sơn nước ấy. Em không biết sơn nước à? Em chưa, em chỉ mới học qua này đâu. Sơn nước là cái nhà em ấy, sơn nước là sơn ở nhà em, sơn tường này anh. Hiểu chưa? Hay là lại cũng không biết sơn tường là cái gì nữa. Đấy, màu trắng mình dùng sơn nước. Còn vẽ là mình vẫn dùng màu này nhỉ? Ờ, vẽ thì vẫn là cao cấp có. Đây là cái màu rẻ tiền nhất mà. Đây là cái màu rẻ tiền nhất. Đối với vẽ tranh này, đây là màu rẻ tiền nhất, không có cái màu nào rẻ hơn. Này xong nó phải phủ một lớp bóng lên chứ này nhỉ? Không cần, không được. Ngoài trời không cần, trong nhà không cần. Thế là em thấy những cái bức tranh vẽ ở trên em mà sờ nó cứ cảm tưởng nó có bột bột ra này.
đấy là vẽ bằng ve ra. Không dầu bóng sơn qua đi này xong vẫn có dầu bóng. Bóng vào nhìn đến lúc nhìn tranh khó chịu lắm. Thấy sơn có bóng này. Bóng nhìn nó khó chịu anh, nó không nhìn được rõ tranh đâu. Gọi là bần cùng cái nhà nào nó tích thì vẫn cứ phủ cho người ta, chứ còn thực chất là nhìn nó khó nhìn tranh, khó, rất khó nhìn. Để lên còn thêm mà trắng nữa. Yeah, sáng trắng đi. Vẽ đi. Hôm nay mình phải rồi.